Với chủ đề Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi, em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh lớp 9B, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi tại huyện Nam Sách, Hải Dương đã xuất sắc vượt qua hàng trăm bức thư của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới để giành giải nhất quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 45. Trong bức thư, Thu Trang đã quá thân thành cậu bé Alan Curry, người thiệt mạng trên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến vượt biển cùng gia đình. Lời kể của cậu bé trên thiên đường hay chính là giấc mơ của Nguyễn Thị Thu Trang về một thế giới không còn bạo lực, không còn cảnh con người phải xua đuổi nhau, dồn nhau xuống biển, không chỉ lay động lòng người mà còn gây được ấn tượng rất mạnh. Ngày 14 tháng 10 tới, lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 46 sẽ được tổ chức tại Cần Thơ. Tại đây, ban tổ chức sẽ trao bằng khen và phần thưởng cho chủ nhân của bức thư hay nhất thế giới năm 2016.